để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho đơn vị thi công ngay sau khi nhận được chủ trương thu hồi đất để thực hiện hai dự án trọng điểm của tỉnh. Xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giải thích tuyên truyền để nhân dân hiểu. Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận của hầu hết các hộ dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền về chủ trương thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, gia đình ông Nga đã đồng thuận nhận trước tiền tạm ứng và bàn giao trên 5 sào đất nông nghiệp cho đơn vị chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát, Hưng Yên. Mọi chủ trương chính sách của nhà nước, của địa phương chúng tôi đều chấp hành, giao đất để nhà nước làm dự án để con cháu chúng tôi được vào khu công nghiệp để làm việc. Thì cái này là cái rất tốt cho địa phương chúng tôi. Gia đình ông Hiền có trên 120 mét vuông đất ở thuộc phạm vi mở rộng đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài. Khi nhận được chủ trương thu hồi đất, ông Hiền đã bàn bạc với các thành viên trong gia đình đồng thuận nhận đất tái định cư và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho dự án. Quán triệt hết cả gia đình là cũng nhất trí đồng thuận với chủ trương bàn giao toàn bộ diện tích này cho nhà nước. Xã Trung Hưng đang tiếp nhận hai dự án trọng điểm của tỉnh, gồm dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng trên 8 hectare và dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài gần 3 hectare. Đến nay, 821 trên 841 hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Hai hộ có diện tích đất ở đã đồng thuận đang chờ nhận đất tái định cư và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Công khai kể cả các cái văn bản của các cấp liên quan đến cái bồi thường hỗ trợ, đặc biệt là tuyên truyền về cái chế độ chính sách bồi thường để người dân nắm được. Công tác giải phóng mặt bằng ở xã Trung Hưng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, phát triển địa phương. Hiện xã Trung Hưng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tích cực tuyên truyền để 18 hộ dân còn lại đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư.